vở ca kịch Bật Mí Làng hay phết. Vở ca kịch này sẽ do các bạn sinh viên của trường IT Aptech thể hiện. Và chúng tôi xin giới thiệu vở ca kịch Chí Phèo và Thị Nở. Một tràng vỗ tay cho vở kịch Chí Phèo Thị Nở. Vâng, xin chào các bạn, các thầy, các cô. Hôm nay thì trường IT Aptech chúng tôi có một vở nhạc kịch hứa hẹn nhiều điều mới mẻ và rất là bất ngờ. Vâng, và sau đây chúng tôi xin mời Chí Phèo và Thị Nở lên sân khấu ạ. Thị Nở ở đâu rồi? Nở ơi! Vẫn chưa thấy Thị Nở ở đâu. Vậy thì Kéo ơi, mình nhờ sự trợ giúp của khán giả nhé. Các bạn khán giả giúp mình gọi Thị Nở lên nào. Nở ơi! 2, 3! Nở ơi! Vâng, Nở đã xuất hiện. Vâng, Chí Phèo và Thị Nở rất xin tin phải không ạ? Vâng, và sau đây là chuyện tình của họ ở thời đại thế kỷ 21. Xin mời các bạn. Đã từng được nghe chuyện tình yêu trên khắp thế gian, chắc sẽ không thể xa xanh lòng khi chúng tình yêu chỉ nào. So
ăn. Xin trân trọng mời Nở và Phèo lên đây lại một lần nữa đi ạ, nhanh lên. Nở Phèo xin mời lên đây một lần nữa ngay lập tức, và đặc biệt là chị Nở lên đây ạ. Em xin hỏi chị Nở là vừa nãy chị Nở làm cái gì mà cứ như thế này, là chị Nở động tác gì đấy ạ? Như thế này này. Bắn tình yêu. Bắn cung à? Bắn ai ạ? Bắn chết thằng Phèo ạ? Bắn chết ai cũng được. Các bạn ơi, các bạn thích nhất là cái vũ điệu gì của chị Nở nhỉ? Lọc bụng phải không? Yêu cầu đi thôi ạ. Lắc gì? Đề nghị chị Nở lắc mông. Đứng lên chị Nở lên đây là rất. Phải thật sexy và anh Phèo phù hộ. Kèo ơi hấp dẫn thế. Chị Nở ơi, chị Nở chị Nở ơi, chị Nở chị Nở bỏ tóc cái được không ạ? Chị bỏ tóc cái được. Nét tóc ra đi. Đề nghị là anh bây giờ thì các bạn đã thỏa mãn chưa? Có muốn anh Phèo chị Nở làm gì đúng không ạ? Hài lòng chưa? Thế thì bây giờ hôn nhau ạ? Nói thật với các bác là em cũng thấy nó ngượng lắm. Thế là thôi, bây giờ anh Phèo chị Nở cầm tay nhau ạ. Sau đấy thì chào khán giả, và khán giả hãy dành cho một tràng vỗ tay thật lớn cho chị Phèo và chị Nở của IT Gaptech. Xin cảm ơn chị Phèo, xin cảm ơn chị Nở.